Chào các bạn đến với kênh của Bình Hữu Phước. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình cũng lại chia sẻ với cô chú anh chị em một món ăn của gia đình mình nữa nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm món là gỏi đu đủ nha mấy bạn. Thì gỏi đu đủ ở đây mình có nguyên liệu là mình có đây là rau găm nha. Rau găm và tôm khô với khô mực nha mấy bạn. Và ở đây mình có đu đủ và một ít nước cốt chanh. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng vào căn bếp nhỏ để chế biến cái món là gỏi đu đủ của ngày hôm nay nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt cái bếp lên để mình chế biến cái phần khô nha mấy bạn. Mình bắt bếp lên, mình chờ cho cái phần bếp của mình cháy rồi cái chảo của mình nó hơi nóng nha mấy bạn. Rồi mình sẽ để vào đây một ít dầu. Mình để dầu vào, mình chờ cho phần dầu mình nó nóng lên nha. Mình chờ cho cái phần dầu nó nóng lên rồi mình sẽ để vào đây một ít gốc hành nha mấy bạn. Ngày hôm nay nhà mình hết tỏi rồi, mình sẽ để vào đây một ít gốc hành cho nó thơm. Thì mấy bạn thông cảm cho mình nghe, tại vì trời hôm nay ổng chuyển mưa nữa mấy bạn, với lại cũng chiều nên ổng không có được sáng nha. Mình bắt bóng đèn thì nó dạ bấm nha mấy bạn, nó không có được rõ. Mình chờ cho cái phần hành của mình nó thơm đi. Và bây giờ cái phần hành nó thơm nó như vậy được rồi nha, mình sẽ để cái phần khô mực và tôm khô này vô để mình xào. Thì khô mực và tôm khô thì nó cũng có cái độ mặn ngọt cũng vừa phải đó mấy bạn. Vì mình sẽ một lát mình sẽ để thêm vào đây một ít đường nữa là được nha. Mình sẽ cho vào đây một ít đường. Cái mình làm cái món này mới bạn, mình ăn với cháo trắng đó, khá là ngon. Không thôi thì mình cũng có thể ăn chung với mà bún, hoặc là ăn với bánh tráng đó, có rau sống, dưa leo, rau thơm, rồi mình sẽ cuốn ăn với bánh tráng đó, thì chấm nước mắm chua ngọt thì cũng khá là hấp dẫn luôn nha. Mình sẽ xay để vào đây một ít tiêu cho nó thơm. Mình sẽ để vô ít tiêu cho nó thơm, ít thơm nữa bạn. Thì cô chú anh chị em ơi, ngày hôm nay thì mình cũng đi đưa con bé đi học á, rồi mình về nhà thì nó trễ rồi, cho nên mình làm món ăn nhanh như thế này mình để chia sẻ với cô chú anh chị em luôn, chứ mình cũng không có quay cái lúc mà mình chuẩn bị công đoạn lúc đầu được nha. Thì mình đi học về thì mình lên bờ mình vào mình làm ngay cái món ăn cho bữa cơm chiều, cho nên mình không có quay cái công đoạn mà mình bào đu đủ mình đi hái được nha mấy bạn. Thì nói chung thì đu đủ và rau thì của nhà mình trồng, thì nó ở nhà có món gì thì mình chia sẻ món đó nha. Còn khô mực và tôm khô thì ở trong tủ lạnh mình mua từ Tết giờ còn nè mấy bạn, thì mình lấy ra mình chia sẻ với mấy bạn nha. Thì như thế này thì mình sẽ tắt bếp thì mình đem ra để mình trộn gỏi với mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình cũng đã chuẩn bị xong cái phần khô mực nha mấy bạn. Bây giờ mình cũng đã chuẩn bị một cái thau để mình trộn gỏi nha. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ để cái phần đu đủ này vào trong cái thau trước.
Rồi kế tiếp đó mình sẽ để cái phần khô mực vào luôn nha. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây rau găm luôn nha mấy bạn. Mình sẽ để lại một ít thôi, để một lát mình trang trí ở trên cho nhìn cho nó đẹp một chút. Và bây giờ mình sẽ chế cái phần nước nước trộn nè. Cái phần nước trộn này thì mình cũng để là rất là đơn giản các bạn ơi. Mình để là đường, một ít muối và nước mắm và bột ngọt nha. Bột ngọt mình cũng để ít thôi luôn cho nó dằn cái phần độ mặn của muối xuống. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha. Mình ăn như thế nào thì mình sẽ trộn như thế ấy. Thì ở đây thì mình làm bao nhiêu nước này thì mình nhắm chừng là nó sẽ đủ vừa ăn rồi đó mấy bạn. Rồi mình trộn nó, mình sẽ để khoảng 5 phút. Nếu như mình gấp thì 5 phút, còn nếu như mình không gấp mình có thể để 10 phút đó mấy bạn. Để 10 phút thì mình có thể là nó thấm gia vị rồi mình có thể là dọn ra ăn được rồi đó nha. Thì ngày hôm nay ông trời ông chuyển mưa mấy bạn. Thì hôm rồi thì ông trời ông đã mưa rồi nhưng mà mưa không có lớn mấy bạn. Hôm nay thì ông trời ông lại chuyển mưa nữa cho nên mình quay không có được sáng nha. Nó tối không có được sáng. Thì cái món này mình làm khá là đơn giản mà ăn cũng khá là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ để được 10 phút sau. 10 phút sau mình sẽ quay trở lại và chia sẻ với cô chú cái món ăn này nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần gỏi của mình nãy giờ là được 10 phút rồi nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ gấp ra để ăn cơm nha. Thì mình cũng có chuẩn bị một cái dĩa đây. Ngon và thơm đó mấy bạn ơi. Thì cái món này mấy bạn làm khá là đơn giản nhưng mà ăn nó khá là bắt cơm nữa nha. Mình sẽ trang trí lên đây ít cọng rau, mình cho nó bắt mắt một chút. Thì cái món ăn này mấy bạn làm á, ăn với bánh tráng nè, ăn với cháo, ăn với cơm rất là ngon nha mấy bạn. Và bây giờ mình đã hoàn thành xong cái dĩa gỏi đu đủ rồi nha. Thì các bạn ơi, mình đã làm xong cái món gỏi đu đủ của mình ngày hôm nay nha. Cô chú anh chị em nhìn thấy cái dĩa gỏi đu đủ của mình cũng khá là hấp dẫn, mùi thơm cũng khá là thơm đi. Thì cái món ăn này mình làm á cho ông xã mình trong những lúc mà bạn bè đến chơi á, để cho bạn bè và ông xã mình nhâm nhi vài lon bia thì cũng khá là hấp dẫn và cũng khá là ngon đó mấy bạn. Vậy nếu như mấy bạn và cô chú anh chị em thấy cái món ăn của mình hấp dẫn và ngon thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký nhé, và cái chuông để đón xem những cái video mới của mình nha.
Thì đó cũng là cái động lực để cho mình tiếp tục làm thêm những cái món ăn mới, làm thêm những cái tâm sự mới mà để chia sẻ với cô chú anh chị em cho cái công việc của mình và trong cái cuộc sống và cuộc đời của mình mỗi ngày. Vậy đến đây mình xin chào tạm biệt và mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video gần nhất, trong những cái món ăn sớm nhất. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.